Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Phòng Mạch Mobile. Mình là Toàn Tinh Tế và bên cạnh đây là Lại Phát, kỹ thuật viên của Trung tâm Sửa chữa Điện thoại Bệnh viện Điện thoại 24 giờ. Và trong chuyên mục này thì mình cùng em Phát sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc về phần cứng, phần mềm và các vấn đề về sửa chữa smartphone. Và không chờ đợi gì nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với những câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên là của bạn Sahi Nguyễn Vlog. Bạn hỏi là cho mình hỏi vì sao ảnh trong máy iPhone bị mờ và video thì không xem được, chỉ với. Thì Phát thì giải đáp câu hỏi này giúp bạn được không ạ? Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải đáp một số câu hỏi của các bạn liên quan tới smartphone. Thì như câu hỏi bạn đã đặt ra đó là tại sao những cái hình ảnh và video mình sẽ xem không được. Thì những trường hợp như thế này thì các bạn đầu tiên các bạn hãy kiểm tra về phần cứng đối với máy mình. Đó là khi bạn quay một tấm hình nào đó hoặc là chụp tấm hình nào đó, các bạn xem cái cụm camera mình có lấy nét tại thời điểm đó hay không. Đó là cách kiểm tra đầu tiên về phần cứng. Cái thứ hai là các bạn phải vào bên trong máy mình kiểm tra cái dung lượng hải dụng bên trong máy mình còn khoảng trống nhiều hay không. Nếu mà dung lượng mình đã hết thì khi các bạn chụp những tấm hình ra nó sẽ không lưu lại máy, nên các bạn có thể là các bạn sẽ xem không được các bạn nhé. Thì những trường hợp đó các bạn có thể tự kiểm tra tại nhà. Còn nếu mà các bạn có vấn đề hãy đến cái trung tâm của mình sẽ kiểm tra cho các bạn các bạn nhé. Vâng, xin cảm ơn Phát rất nhiều. Và câu hỏi tiếp theo là của bạn giấu tên. Bạn cho hỏi là AD cho hỏi em có một chiếc iPhone 6 Plus đã độ vỏ lên iPhone 7 Plus đỏ nhưng cụm camera sau thì không giống và em muốn khắc phục thì làm thế nào? Tức là bạn này là bạn độ vỏ từ 6 Plus lên 7 Plus nhưng mà cái cam nó lại không giống. Rồi, như cái câu hỏi bạn đã nêu ra đó là cái câu hỏi bạn đã đặt ra đó là cái khi bạn độ vỏ 6 Plus lên 7 Plus thì cái trường hợp này đó là mình độ cái vỏ lên thì cái nhìn cái vẻ bề ngoài nó giống, nhưng mà thật chất thì bên trong á nó thật chất bên trong cái cấu tạo bên trong nó vẫn là cái máy solid, nên khi một số cửa hàng mình độ vỏ lên thì có khả năng là cái cụm camera của 7 lớp là nó cụm camera kép, đối với 6 lớp mình nó chỉ một duy nhất một cái camera thôi, nên cái nhìn cái bên trong nó sẽ không giống. Còn cái vấn đề nếu mà bạn muốn khắc phục những trường hợp này, bạn có thể đến trung tâm của chúng mình sẽ kiểm tra cho bạn nhé. Vâng, xin cảm ơn Phát. Tức là để khắc phục vấn đề này thì bắt buộc bạn phải mang máy đến và bên mình sẽ kiểm tra lại. Nếu cái vỏ đấy mà nó không khớp thì bọn mình có thể làm lên cái vỏ khác để thay vào và bọn mình chắc chắn là đồ vỏ y chang luôn. Rồi, câu hỏi tiếp theo là của bạn Fish Lulu. Hỏi là iPhone 6 Plus của em bắt wifi tầm 1 phút xong lại tự mất wifi và cứ sau 20 giây thì lại tự bắt lại một lúc, sau đó lại mất tiếp. Thì em phải làm như nào? Xin chào các bạn. Thì cái câu về cái câu hỏi về vấn đề mà máy mình bắt wifi thì cái những cái trường hợp như thế này thì cái việc đầu tiên mình có thể làm tại nhà đó, mình tự reset lại máy. Thì reset về cái cài đặt ứng dụng thôi bạn nhé, đừng xóa trắng dữ liệu. Mình chỉ reset dòng 1 vào cài đặt và reset dòng 1 để khôi phục lại những cái ứng dụng, và lúc đó mình sẽ bắt wifi là đầu tiên, nghĩa là mình xóa bỏ những cái bộ lưu nhớ về cái mật khẩu của một cái wifi nào đó mình bắt lại đầu tiên. Đó thì mình sẽ làm xem coi wifi mình bắt có ổn không. Nếu mà không ổn về vấn đề này thì có khả năng trường hợp thứ hai đó là do IC wifi trên máy của mình nó gặp được vấn đề, nó không ổn định nên nó lúc bắt được và lúc là nó không bắt được các bạn nhé. Thì trường hợp này bạn nên kiểm tra máy của mình nhé. Vâng, như vậy là một là cách đầu tiên chúng ta sẽ reset dòng 1, và cái thứ hai liên quan đến phần cứng, tức là có thể do cái IC wifi nó bị lỗi, bị chập mạch gì đó thì các bạn nên kiểm tra lại, và nếu không được thì các bạn sẽ mang đến trung tâm bên mình sẽ kiểm tra cũng như là sửa chữa cho các bạn luôn. Và câu hỏi tiếp theo là câu hỏi của bạn Đức Lê. Bạn có hỏi là bạn ơi, mình dùng iPhone 8 đã năng suất hết tài khoản vân tay, giờ bật máy lên mật khẩu thì mình không nhớ mật khẩu, phải làm sao? Pháp có thể giải đáp câu hỏi này không ạ? Về cái câu hỏi mà bạn đặt để nêu ra đó là bạn quên cái mật khẩu máy mở máy, thì cái trường hợp này mình có thể kết nối iTunes và mình sẽ thể reset khôi phục lại máy bạn nhé. Thì lúc đó máy mình sẽ khôi phục lại và lúc đó mình sẽ đăng nhập lại các bạn nhé. Vâng, như vậy là chúng ta phải cắm máy vào máy tính và dùng iTunes để khôi phục lại máy đúng không ạ? Đúng rồi. Ok, và câu hỏi tiếp theo nữa đó là của bạn Diễm My. Bạn hỏi là em đang xài iPhone 6s mua lại, pin chai khoảng 47% là cứ sập nguồn, tức là nó tụt xuống dùng xuống 47% là sập nguồn và đang có dấu hiệu tăng lên. Nhưng trong cái app Battery Life là app kiểm tra pin thì điện thoại nó chỉ báo là chai 1% pin. Vậy thì em có nên thay pin mới không ạ? Rồi, về cái trường hợp của bạn Diễm My đúng không? Về trường hợp máy của mình đó là bạn đang có vấn đề về pin và cái
cái về cái phần mềm và báo và pin chai. Thì trường hợp này mình có thể hướng dẫn cho bạn kiểm tra tại nhà về cái mức độ chai pin hoặc là máy mình báo pin não. Thì bạn cứ máy mình, bạn mở camera lên và bật chế độ đèn LED chụp ban đêm các bạn nhé, bật đèn LED chụp ban đêm. Bạn thử chụp tầm khoảng cho mình, thứ nhất bạn quan sát về cái độ phần trăm pin, thứ hai đó là bạn bật LED lên và bắt đầu bạn chụp hình, chụp để nhá LED lên. Tại vì khi các bạn chụp hình mà nhá LED lên thì nó độ nó hao pin rất là cao, bạn chụp tầm khoảng 10 tấm xem cái phần trăm pin nó có tụt không, hoặc là nó có thể nó sụp nguồn ngang. Nếu mà nó có thể sụp nguồn ngang hoặc là phần trăm pin nó không tụt, chứng tỏ máy mình đang là báo pin não, thì lúc đó bạn nên cần phải thay pin. Còn nếu mà vấn đề bạn chụp hình mà phần trăm nó cứ giảm dần 1%, 1% nhưng mà không tắt nguồn ngang, thì cái đó lúc đó bạn cần phải kiểm tra là máy. Thì cái lúc đó là máy mình nó không bị pin, mà vấn đề đó là nó bị chạm IC trên main, thì nó lúc đó nó dẫn đến hao pin nhé. Vâng, xin cảm ơn Pháp rất nhiều. Và cho em hỏi luôn, nếu mà chúng ta thay pin cho iPhone 6s thì cái giá nó khoảng tầm bao nhiêu ạ? Đối với dòng iPhone 6s thì bên mình sẽ có những cái giá tầm khoảng là dao động từ 240 đối với dòng pin Bisen đặc chuẩn các bạn nhé. Vâng, tức là cái pin Bisen này chúng ta có thể kiểm tra luôn cái độ chai pin trên iOS 11 mới nhất. Đúng. Vâng, cảm ơn Pháp. Và câu hỏi tiếp theo nữa là của bạn Music Giải Trí đây. Bạn có hỏi là, cho em hỏi là máy em nó không cho xóa ứng dụng, với tải thì nó cứ xoay miết. Và em thử khởi động lại máy, nhưng khi mà khởi động lại máy vào cài đặt thì nó cứ bị đứng đơ, chờ một chút thì nó mới hết. Tức là bị làm sao? Trường hợp này là liên quan tới cái bộ nhớ của máy và liên quan tới cái phần ổ cứng IC trên main. Thì cái vấn đề này các bạn đó là bạn khôi phục lại máy, nghĩa là bạn khi bạn tắt máy và khởi động lại thì nó vẫn như vậy. Bạn thử làm tại nhà về cái biện pháp đó là mình sẽ reset lại máy mình, nghĩa là mình xóa trắng dữ liệu luôn, xóa trắng làm reset dòng 2 trong cài đặt. Thì đó, khi các bạn reset lại máy và các bạn khôi phục lại cài đặt gốc ban đầu thì lúc đó bạn thử mình đăng nhập lại có được hay không. Còn nếu không được thì lúc đó bạn cần đến trung tâm để kiểm tra về cái phần là ổ cứng trên máy mình các bạn nhé. Vâng. Và xin lưu ý là trước khi reset dòng 2, tức là khôi phục lại cài đặt gốc, thì các bạn nên backup dữ liệu, bởi vì cái reset này nó sẽ xóa tất cả mọi dữ liệu trong máy luôn. Rồi, xin cảm ơn Pháp. Và câu hỏi tiếp theo nữa cũng liên quan đến phần mềm và cụ thể luôn là liên quan đến pin trên smartphone. Bạn Tú Lương Giang hỏi là, anh cho em hỏi, máy em không bị chai pin mà cứ hết pin nhanh là sao và cách khắc phục nó như nào? Xin chào bạn, về cái vấn đề mà máy mình pin của bạn là không bị chai thì cái này các bạn đang kiểm tra về cái phần mềm để là xem cái độ chai pin trên máy đúng không bạn? Vâng, rất có thể là bạn này kiểm tra bằng battery life hay là một số cái phần mềm kiểm tra pin ở đấy thì nó báo là pin hoàn hảo 100%, không bị chai, rất có thể là như vậy. Thì cái vấn đề mà pin trên máy mình xài thì cái vấn đề này bạn thử kiểm tra máy mình bằng cách là cũng như Phát đã nói rõ cho bạn, đó là mình sẽ kiểm tra trực tiếp bằng máy mình, bằng những ứng dụng, bằng những cái chức năng của máy. Đó là mình sẽ không bật 3G mình xài bạn nhé. Nếu bạn bật 3G bạn xài thì lúc đó máy nó hao pin, đó là cái vấn đề bình thường đối với máy. Còn vấn đề thứ hai, nếu pin bạn chai thì nó có thể là máy mình nó sẽ là đột ngột mình sạc, có thể là nhanh lên hoặc là nó sẽ nhanh giảm đi, thì cái đó là máy mình có vấn đề, tùy vấn đề máy. Thứ ba là mình sẽ kiểm tra về cái độ là máy mình pin chai và báo pin não, đó là mình sẽ kiểm tra vào chế độ là LED trên camera sau, thì lúc đó bạn chụp hình và bật LED lên. Nếu khi bạn chụp những tấm hình mà cùng lúc nó nhá đèn LED trong tầm khoảng là 5 tới 10 tấm hình thì lúc đó có thể là cái lượng pin mình nó pin chai nó sẽ tự động sụp nguồn ngang, đó gọi là máy mình bia báo pin não và pin chai bạn nhé. Vâng, xin cảm ơn Phát. Và cho em hỏi thêm là những cái phần mềm mà kiểm tra pin ở trên mạng như là battery life hay những cái phần mềm tương tự thì cái độ chính xác của nó khoảng tầm 30% ạ? Cái độ chính xác nó tầm khoảng là 80% các bạn nhé, chứ không bao giờ tuyệt đối các bạn nhé. Vâng, và gần như để kiểm tra pin một cách chính xác nhất thì chúng ta phải dùng những cái ứng dụng của Apple hoặc là bằng iOS 11 thôi. Đúng rồi. Vâng, xin cảm ơn Phát rất nhiều. Vâng, và vừa rồi thì mình cùng với anh Phát, kỹ thuật viên của Trung tâm Sửa chữa Điện thoại Bệnh viện Điện thoại 24 giờ, đã giải đáp rất nhiều các thắc mắc của các bạn liên quan đến vấn đề phần cứng, phần mềm trên smartphone. Và nếu các bạn đang xem video này, các bạn có những cái vấn đề nào, có những thắc mắc nào liên quan đến phần cứng, phần mềm và các vấn đề về sửa chữa smartphone, hãy lập tức đặt câu hỏi dưới video này, mình của anh Phát sẽ trả lời trong các số tiếp theo. Và nếu sau khi xem video này các bạn cũng không thể tự khắc phục đến vấn đề chất smartphone của các bạn thì các bạn có thể mang máy đến trực tiếp Trung tâm Sửa chữa Điện thoại Bệnh viện Điện thoại 24 giờ tại địa chỉ 1114 đường 3 tháng 2,
phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là để thuận tiện cho việc đặt câu hỏi bọn mình dễ tổng hợp cũng như là dành cho các bạn dễ theo dõi các số tiếp theo của chuyên mục này thì các bạn có thể truy cập vào kênh YouTube Bệnh viện Điện thoại 24 giờ trên kênh YouTube của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.